Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn cùng xem một cái món chân giò heo hầm củ cải mặn nha. Ở đây mình có 600g cái phần chân giò heo mình đã rửa sạch rồi nè. Cô chú anh chị mình lựa cái phần chân giò heo nạc hoặc là móng cũng được ha. Mình có 300g cái phần củ cải mặn nha. Củ cà rốt thì mình cũng sử dụng khoảng tầm 300g luôn. Củ cà rốt mình cho vào á, thì nó có màu sắc đẹp nè. Hành ngò thì mình sử dụng khoảng tầm 100g là được rồi. Bây giờ bắt đầu mình sơ chế cái phần củ cải mặn nha. Trước tiên thì mình xắt cái phần củ cải mặn và mình sẽ ngâm vào trong cái tô nước lạnh nha cô chú anh chị. Mình xắt cái phần củ cải mặn những miếng vừa ăn nè, nhỏ nhỏ như vậy là được rồi, không cần xắt dày quá nha cô chú anh chị. Củ cải mặn này á, người ta còn gọi là cải sá bấu nữa đó cô chú anh chị. Mình cho vào tô nước lạnh mình ngâm nè. Sau đó là mình xắt hết những cái còn lại luôn. Mình ngâm nước ở đây khoảng tầm 5 phút thì sau đó mình đi xả lại ha. Xả đi xả lại khoảng tầm 2-3 nước nữa để cho cái phần củ cải mặn của mình á, nó bớt đi cái độ mặn nha cô chú anh chị. Mình cắt luôn cái phần củ cà rốt ha. Thì tùy theo cô chú anh chị mình cắt những miếng vừa ăn hoặc là tỉa những cánh hoa cho nó đẹp nè. Mình tỉa hoa cũng xong rồi, sau đó mình cắt những miếng vừa ăn nè. Những cánh hoa cà rốt nè, rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục thì hành lá và ngò rí mình cũng cắt luôn nha. Những gốc hành lá thì mình cắt khúc khúc như vậy nè. Mình cũng cắt nhuyễn một mớ cái phần hành lá luôn nha. Cái phần ngò rí thì mình cũng cắt luôn nè. Đập dập một củ hành tím ha. Để mình thả vào nước canh mình nấu nha, cho cái phần nước hầm của mình nó thơm nè. Tới cái phần chân giò heo thì mình có bắt cái phần nước sôi rồi. Sau đó mình trụng sơ cái phần chân giò heo ha, cho nó tái lợi rồi bắt đầu mình đem đi hầm nha cô chú anh chị. Mình cho tí xíu muối vô nè. Rồi mình ngâm khoảng tầm 3 phút mình vớt ra mình hầm được rồi ha. Chân giò heo của mình như vậy cũng được rồi. Bắt đầu mình vớt ra nha. Mình bắt một cái nồi nước lên nè. Để mà mình hầm nha. Nước sôi thì mình cho cái phần củ hành tím vào nè. Sau đó mình cho gia vị luôn nha. Muối thì mình cho khoảng tầm một muỗng cà phê trước nha. Bột ngọt thì mình cho nửa muỗng cà phê luôn. Hôm nay là mình nấu cái phần đường phèn nha cô chú anh chị. Đường phèn thì mình cho khoảng tầm 2 muỗng canh nha. Rồi sau đó mình cho hết cái phần chân giò heo vào mình hầm nè. Mình đợi chân giò heo của mình sôi bùng lên thì mình vớt bọt nha cô chú anh chị. Mình hầm xương ha, là hầm giò heo gì đó. À, mình canh mình vớt bọt thường xuyên á, thì cái nước canh của mình á, nó trong và rất là ngon á cô chú anh chị. Mình quên giới thiệu cô chú anh chị, mình có bắp nè. Mình cho khoảng tầm 2-3 khoanh bắp vô ha, cho cái nước canh của mình nó ngọt nha.
Sau đó mình hầm lửa riu riu ha. Khoảng tầm 30 phút thì mình cho cái phần củ cải mặn vào nè. Thì cho nó sôi khoảng tầm 10 phút nữa thì mình sẽ nêm nếm lại nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ dằn thêm 2 muỗng canh nước mắm nha. Mình cho phần củ cà rốt đỏ vào luôn nè. Mình cho cái phần củ cà rốt vào thì mình hầm khoảng tầm 15 phút nữa ha. Thì 15 phút sau thì cái phần chân giò heo của mình cũng mềm nè, cà rốt cũng chín rồi. Như vậy là cái nồi canh của mình hầm cũng được 45 phút. Nó chín rồi cô chú anh chị. Không cần hầm nhừ quá nha. Nhừ quá thì mình ăn cái phần chân giò heo nó rất là ngán nè. Xem cái nước hầm của mình nè cô chú anh chị, vớt bọt thường xuyên thì nó trong veo rất là ngon luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình nha. Theo Linh Nguyễn thì nêm nếm như vậy là được rồi. Tự vì cái phần củ cải mặn á, nó còn chứa cái độ mặn ha, nên mình không cần nêm muối nhiều nha cô chú anh chị. Ngon quá đi à. Bây giờ bắt đầu mình cho cái phần cọng hành lá vào nè. Cho tí xíu tiêu nữa nha cô chú anh chị. Cho cái phần hành lá cắt nhuyễn và ngò rí vào luôn nè. Như vậy cái nồi canh hầm của mình cũng xong rồi đó cô chú anh chị. Bắt đầu mình vớt ra tô, mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Thơm lắm luôn rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Mình chấm kèm với lại nước mắm mặn vài lát ớt nha. Đây cái tô hầm của mình nè, cái chân giò heo tà bá luôn, nhiều màu sắc rất là đẹp mắt và nhìn rất là ngon luôn nè. Như vậy món canh giò heo hầm củ cải mặn của bếp Linh Nguyễn cũng xong rồi nè. Mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với lại bếp Linh Nguyễn nha. Ôi thôi nhìn nó rất là ngon luôn cô chú anh chị. Cái nước hầm của nó trong veo luôn nè. Nhìn rất là ngon nha. Nhìn cái miếng cà rốt nó vừa chín tới nè, không bị bấy nha cô chú anh chị. Cái phần nước canh nó rất là ngọt luôn. Giờ thì mình dùng thử một miếng phần của chân giò heo ha. Nói chung là nó cũng mềm lắm nè cô chú anh chị. Rồi gấp cái miếng thịt này chấm với lại nước mắm mặn nha. Nhìn rất là hấp dẫn cô chú anh chị ơi. Một lần nữa Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi thôi mình kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha.